Văn Quyết đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Và đá phạt tinh được các cổ động viên đốt lên, có thể là hơi quá khích một chút, nhưng đó thể hiện niềm vui Văn Quyết. Và đây chúng ta xem lại tình huống lập công của Văn Quyết. Đã có những đồng đội của anh nhảy lên nhưng không ai chạm bóng, và bóng đã đi thẳng vào lưới.